Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay tiếp tục gửi đến các bạn hai gián cuối của Nam Phương Công Tử là Lý Huynh và kỳ tướng quốc gia Vũ Quốc Đạt tại giải cờ tướng Vua Cờ Online mùa Covid vòng 5 diễn ra ngày hôm qua 11 tháng 11 2021. Mời các bạn thưởng thức gián cờ phản công rất nhanh của Nam Phương Công Tử là Lý Huynh. Biên bản gián 2. Chứ 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 Tướng quân Chứ Tướng quân Tướng quân Chứ
吃吃将军将军Pháo 7, bình 3. Chơi đến đây nhận thấy không còn đường nào để phân công, cho nên kiện tướng quốc gia Vũ Quốc Đạt đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván cuối.吃吃吃吃
吃 吃 吃 吃 吃 Xe 4, tấn 5. Chơi đến đây, Vũ Quốc Đạt đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.